Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hàng hóa Việt, thương hiệu Việt trên truyền hình thực tế HDTV Việt Nam. Sau đây là những thông tin chính trong chương trình. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 9, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội đã khai mạc tuần hàng tư vấn, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP năm 2022. Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, phát triển kinh tế nông thôn trên cơ sở tăng cường ứng dụng chuyển đổi số và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của nhân dân. Đồng thời, Hà Nội phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh, ưu tiên phát triển hợp tác xã, nông nghiệp, doanh nghiệp nhằm sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Tính đến nay, thành phố Hà Nội đã đánh giá, phân hạng và công nhận có 1.649 sản phẩm OCOP. Đồng thời, thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh thông tin, quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP, giúp cho các chủ thể giới thiệu sản phẩm OCOP đến tận tay người tiêu dùng. Qua đó, sản phẩm OCOP và các đặc sản vùng miền được người tiêu dùng nhận diện, đánh giá cao về chất lượng, mẫu mã bao bì, phong phú về chủng loại, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đã và đang được người tiêu dùng tin dùng. Thưa quý vị, trước xu hướng tiêu dùng ngày càng cao của thị trường, nhiều nông dân tỉnh Đồng Tháp đã áp dụng bộ tiêu chuẩn SRP trong sản xuất lúa gạo. Việc sản xuất theo bộ tiêu chuẩn này đã tạo được nguồn nông sản sạch, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu lúa gạo trên thị trường. Đồng Tháp là địa phương đầu tiên trong cả nước được Trung ương lựa chọn thí điểm xây dựng và thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp. Tỉnh triển khai thực hiện đề án với nội dung hợp tác, liên kết thị trường và giảm chi phí, tăng chất lượng. Qua đó đã mang lại nhiều kết quả thiết thực trong phát triển kinh tế nông thôn. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp, thời gian tới không chỉ có 6 hợp tác xã sản xuất gạo theo tiêu chuẩn SRP. Nếu các hợp tác xã có nhu cầu tham gia thì vẫn có thể mở rộng hỗ trợ tập huấn để có nhiều người tham gia hơn vào chương trình này. Giám đốc chương trình lúa gạo Riconto tại Đông Nam Á Nguyễn Thế Mạnh cho biết vai trò của Riconto kết hợp với vai trò của hợp tác xã và chi cục phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp sẽ cố gắng thúc đẩy sự đóng góp của các đơn vị tiêu thụ như các công ty, hợp tác xã, làm sao có thị trường mới cho lúa gạo bền vững trong tương lai. Dự kiến dự án sẽ mở rộng đến khoảng 15 hợp tác xã. Số lượng các hộ nông dân tham gia ở giai đoạn 1 là 1.700 hộ. Thời gian tới, giữa kỳ 2022-2026, dự kiến 4.000 hộ sẽ tham gia. Và đến cuối năm 2026, dự án sẽ đạt khoảng 5.000 hộ tham gia. Thưa quý vị, triển lãm Mining Việt Nam 2022 được xem là một trong những sự kiện đáng tin cậy trong ngành công nghiệp khai thác và phục hồi tài nguyên khoáng sản của Việt Nam. Cụ thể, triển lãm có sự tham gia của hơn 150 đơn vị đến từ 18 quốc gia, vùng lãnh thổ, sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 10 năm 2022 tại Hà Nội. Mining Việt Nam 2022 được bảo trợ chính thức bởi Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, Vinacomin. Sự kiện lần này hứa hẹn sẽ là điểm đến giao thương lý tưởng cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, hoạt động trong ngành với những hoạt động trưng bày và thảo luận tất cả các vấn đề bền vững trong khai thác và phục hồi khoáng sản. Dự kiến chào đón hơn 3.000 khách tham quan chuyên ngành đến từ đa dạng các lĩnh vực hoạt động và cũng là sự kiện quy tụ các hiệp hội thương mại, cơ quan chính phủ, viện nghiên cứu chuyên ngành và các đơn vị báo chí truyền thông uy tín. Triển lãm Mining Việt Nam 2022 do Inform Markets Việt Nam tổ chức được xem là một trong những sự kiện đáng tin cậy trong ngành công nghiệp, khai thác và phục hồi tài nguyên khoáng sản tại Việt Nam và ở khu vực Đông Dương. Có sự góp mặt của các doanh nghiệp hàng đầu thế giới đến từ Trung Quốc, Anh, Đức, Ấn Độ, Italy, Ba Lan, Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia và Việt Nam. Thưa quý vị, trong thời gian tới, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên sẽ đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu gắn với bảo vệ môi trường và sản xuất nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, khu vực kinh tế hợp tác, nòng cốt, các hợp tác xã và tổ hợp tác đóng vai trò tiên phong là một mắt xích quan trọng trong chuỗi liên kết. Kể từ khi được công nhận là huyện nông thôn mới năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19, kinh tế xã hội huyện Phù Cừ vẫn tiếp tục có bước phát triển đột phá, đặc biệt là trong nông nghiệp nông thôn. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người đạt 62,3 triệu đồng trên một năm,
giá trị thu trên 1 hecta, canh tác đạt trên 200 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo còn 3,17%. Theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, hiện toàn huyện đã có 9 trên 13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 9 thôn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là những tiền đề quan trọng để Phù Cừ tiến tới xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Ngay từ đầu năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đưa ra nhiều đề án nhằm xây dựng và phát triển huyện Phù Cừ đạt năng suất cao hơn. Với diện tích đất nông nghiệp đạt hơn 6.000 hecta, huyện Phù Cừ hiện đã chuyển đổi sang trồng các cây có thế mạnh được khoảng gần 3.000 hecta. Trong đó, hai cây chủ lực là vải trứng Hưng Yên, vải lai chín sớm đạt gần 2.000 hecta. Với cùng các cây gò múi, cây con khác hiện đạt 50% và phấn đấu nâng lên 70% diện tích chuyển đổi. Khai thác và phát huy thế mạnh này, nhiều hợp tác xã trong huyện Phù Cừ đã đầu tư khoa học công nghệ để trồng vải theo tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm của thị trường, trong nước và xuất khẩu. Tổng diện tích trồng vải của huyện Phù Cừ là 954,3 hecta, trong đó 150 hecta đã được cấp chứng nhận sản xuất theo quy trình Việt Gap. Có 3 vùng ở các xã Tam Đa, Minh Tiến, Phan Xào Nam đã được cấp chứng nhận vùng có đủ điều kiện xuất khẩu ra thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hàng hóa Việt, Thương hiệu Việt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!